Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Và sấm sét qua ngày đầu tiên thì nơi ở hiện tại của mình là một cái mặt phẳng ở tiếp trên trời nè. Vì đây là một trong những nơi mà mình nghĩ an toàn nhất rồi. Ở dưới đất thì kiểu gì bọn zombie cũng sẽ đánh hơi ra được mình và tìm mọi cách để có thể ăn thịt mình á. Thành thử ra chắc sắp tới mình sẽ xây dựng một cái căn cứ ở trên này luôn, cách biệt với bọn chúng càng xa càng tốt. Ở đây thì mình có săn một ít bò để mình có thêm thức ăn và ăn trong lúc chạy trốn nữa, chứ không thôi là hơi đuối đó. Còn về giáp thì cái nón của mình đã bị hư rồi, nên là mình sẽ mặc cái nón mới. Cái ủng thì cũng vậy luôn. Ngoài ra thì mình dự kiến là mình sẽ nâng cấp thêm vũ khí. Vì với Bochita thì mình chỉ có thể dùng làm kiểu như là công cụ để mình chặt cây và xây nhà thôi, chứ dùng để chiến đấu thì Bochita không có lượng sát thương cao cho lắm ấy. Thay vào đó mình dự kiến là mình sẽ chế tạo một cái thanh kiếm có tốc độ đánh cực cao, tuy nhiên sát thương thì không cao lắm. Và một thanh kiếm có sát thương rất là cao nhưng mà đánh đổi lại thì tốc độ đánh không được cao nè. Một trong hai thôi, hoặc là làm cả hai, tại vì bây giờ mình nhiều sắt lắm. Đây thử nhá. Đầu tiên là mình sẽ làm một ít que trước. Rồi, mình sẽ làm trước cái thanh kiếm có sát thương cao đi. Cái này có 8 sát thương, nó còn mạnh hơn cả kiếm kim cương cơ. Trông cũng rất dị và đầy nỏ này, cũng không tới nỗi chậm. Còn thanh kiếm thứ hai thì mình chế tạo nó phức tạp hơn một xíu, mình sẽ làm khá là nhiều những cái này, ở 4 cái hay sao á. Rồi mình mới chế tạo hai cái mảnh blade nè, rồi đặt theo công thức này mình mới làm được thanh kiếm katana. Rồi cái này thì nhìn nó bé hơn, tuy nhiên thì nó đánh cực nhanh luôn. Hai cái này chắc sẽ hữu ích cho mình á. Mình cũng sẽ làm thêm cúp để có gì mình còn đi mai trong ngày hôm nay nữa. Cỡ nào cỡ, bữa nay mục tiêu của mình là phải tìm được kim cương để có thể nâng cấp ít nhất là giáp hoặc là công cụ của mình lên mới được. Chứ xài đồ sắt mãi cũng không phải là một cái ý hay đâu. Và mình nhớ là gần nhà mình có một cái hang động. Ôi trời, ôi như bọn chúng bắt đầu đánh hơi ra được mình rồi. Kìa kìa, các bạn thấy con nhện. Trời, nó nhảy cao chưa? Ghê lắm. Oh my god. Ê, nó làm gì mình á? Oh, hình như ui, có một con nó có hiệu ứng làm chậm mình. Wow, 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 wow. Chưa có con quỷ nào nó tới tìm mình, nhưng mà mấy bọn quái vật thì không tha cho mình. Ouch. Ê, hình như mình có một vài cái thanh niên chiến binh hỗ trợ kìa. Ê, con mèo này. Con mèo chết tiệt. May quá, chứ nhà mình bây giờ bắt đầu có những cái người hỗ trợ rồi. Wow, đúng lúc khó khăn nhất thì lại có những người hỗ trợ. Ơi, sao lại đánh nhau? Ok, chúng ta là đồng minh mà, đừng có đánh nhau. Rồi mất luôn đồng minh rồi. Ui, Ripper xuống luôn. Ghê thật. Rồi rồi, mình lỡ chọc giận người này rồi. Ui, mình lỡ đánh trúng thôi. Căng thật. Thôi thôi, tốt nhất là mình nên tránh xa mấy cái tên đó ra đi. Giờ tụi mình cần đi xuống dưới để mình khai thác quặng nè. Hơi cao đó, nhưng mà nhảy xuống từ từ. Ui, gì đây? Ui, bọn chúng úp sọt mình. Căng thật. Bọn này quá trời hung hãn rồi. Có vẻ đi mai vào buổi tối không phải là một ý kiến hay cho lắm. Nhưng mà không đi thì không được. Ui, dưới này còn có con Ripper trắng nữa. Ây da, căng nha, con đó hơ. Mình chưa để cho nó nổ thử. Chắc cũng sẽ rất là ghê đó. Ồ, đó là Ripper nổ mù à. À, ra là vậy. Ok. Ồ, kim cương. Ôi, chuyến đi mai đầu tiên của mình đã có được kim cương rồi. Hai viên. Ồ, được á, hai viên là cũng tốt. Ở đầu suôn sẻ. Ê, cái gì đây? Này thì thay ma mà phóng ngọc Ender nè. Để tìm thêm mới được. Hang động này còn rộng lắm, mình tin là nó kiểu gì cũng sẽ còn kim cương cho mình thôi. Dưới này có không? Ừ, nó chỉ còn redstone thôi. Wow, 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 wow. Bắn gì đây? Dám bắn hả? Ôi, cái gì nữa đây? Mình bị một con Ripper xài nhạc John Cena nó nổ. Rất là thốn luôn. Chỗ này hết rồi nên... Ồ dạ, hết thay ma rồi, bây giờ tới xương nó đột kích mình. Bọn chúng liên tục làm khó mình á. K
Giống như nó muốn sự hành hình mình vậy. Đâu ra con chó sói này nữa vậy? Chạy lẹ con kẹp. Xí hụp, xí hụp. Bạn đã chán với việc phải chơi game một mình, bạn muốn giao lưu và tìm kiếm bạn bè mới, vậy thì hãy đến với Gamingo, một ứng dụng trò chơi để bạn có thể thoải mái kết bạn với những người mới và giao lưu game với nhau một cách cực kỳ nhanh chóng. Đã vậy, Gamingo còn có sự kiện nhận quà mỗi ngày. Các bạn chỉ cần tham gia là chắc chắn nhận được những phần quà như là kim cương của game Free Fire hoặc là phiếu giảm giá của game Liên Quân, hoàn toàn miễn phí, thông qua việc các bạn chỉ cần đăng nhập điểm danh mỗi ngày, xem các đoạn video ngắn là đã có thể nhận được kim cương. Và sau khi tích đủ kim cương thì các bạn có thể đổi số kim cương đó ra thẻ cào và sử dụng thẻ cào đó để nạp vào game để có thể có được kim cương hoàn toàn miễn phí nhé. Điểm mình thích nhất ở Gamingo đó chính là khả năng tìm đồng đội cực nhanh. Chỉ cần mất 5 giây là chúng ta có thể tìm ra những người đồng đội cực chất để có thể cùng nhau sát cánh và leo rank rồi. Một tính năng mà các bạn không nên bỏ qua của Gamingo đó chính là khả năng tăng tốc game. Các bạn chỉ cần chọn trò chơi cần được tăng tốc, Gamingo sẽ giúp các bạn dọn rác, đóng các dụng dạy ngầm, tăng tốc bộ nhớ và giúp mình giảm giật lag khi chơi game luôn. Để tải Gamingo về máy thì các bạn có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả hoặc là tìm kiếm với từ khóa Gamingo ở trên CH Play. Và với những tính năng hay như vậy thì mình sẽ không ngần ngại đánh giá cho Gamingo 5 sao luôn. Còn các bạn thì sao? Thử tải Gamingo về và tìm đồng đội xem, biết đâu chúng ta lại có thể gặp nhau thì sao? Ôi, phía đằng này lại gặp thêm thứ dữ nữa rồi. Đối tượng thứ dữ. Mình sẽ dùng Bochita để cưa hắn. Người lại đây, ta sẽ cưa người đó. Bochita cưa. Ui, nhưng mà Bochita cưa không đau cho lắm. Khó chịu thì khó chịu đấy, nhưng mà không có quá nhiều sát thương. Chưa có tìm thêm được kim cương nữa mà mình đã gần hết thức ăn mất rồi. Đây nha. Không ổn, không ổn. Chắc mình phải cày thêm nhiều thức ăn hơn thì mới đi đào kim cương được quá. Chỗ vàng thứ hai mà mình gặp. Được mấy rồi? Nãy giờ mới được có 4 cái vàng thô và 2 viên kim cương là quý nhất của... Ồ, đây nữa nè. Là quý nhất của mình rồi đó. Ây dù, bể cúp rồi. Không sao, mình vẫn còn cúp dự trù. Rồi, lên đây lấy thêm ít vàng nữa nè. Không có kim cương nên mình đào vàng tạm đi. Thủ sẵn một xô nước nữa. Nhỡ mình bị zombie dí rồi nhảy xuống hồ dung nham thì còn có nước mà dập. Ở dưới này có thêm một chỗ kim cương khác rồi. Ủa, mình phải đào lẻ trước khi con xương nó chạy lên đây để nó bắn mình. Ồ, lần này thì được 2 quặng. Ok, có thêm 2 viên là cũng tốt rồi. Bắn cái gì? Từ từ. Mình vẫn còn 3 miếng thịt và một ít cái thịt zombie nè. Nên là chắc mình sẽ trụ nổi một khoảng thời gian ở dưới hang này á. Chắc mình sẽ cố đi thêm một lúc nữa. Tới khi nào mà cạn kiệt thức ăn thì mình sẽ trở lên trên ha. Thêm rồi, có thêm kim cương. Ui. Đằng kia có con quỷ hay con gì vậy? Thấy ghê vậy. Oh my god. Ây, chưa gì đã bị xương tấn công rồi. Chết tiệt thiệt. Sao cái hành trình lại chỗ kim cương nó gian nan vậy ta? Mình thấy có rất là nhiều con nó canh gác luôn á. Kệ, mình đi đường vòng đi. Từ từ thì cũng tới chỗ kim cương đó thôi. Tranh thủ lúc này kiếm thêm ít vàng nè. Rồi, let's go. Chậm gãi lại đẳng. Ui, có zombie chặn được. Ui, thêm lạc đà bắn độc nữa. Ý. Sao tự nhiên mình ghét lạc đà ngang vậy ta? Ouch. Rồi, yếu máu rồi. Tự dưng gặp mấy con lạc đà vô duyên thiệt chứ. Ui, nguyên binh đoàn nó chạy tới cho mình rồi. Thôi xong, lành ít dữ nhiều rồi. Hôm qua là ngày hội zombie, hôm nay là ngày hội skeleton. Nó bắn mình bấy nhầy hết rồi. Ừ, đúng rồi, xử nhau đi. Sao nó không xử nhau vậy? Yêu. À, phải dùng một con zombie làm bia đỡ đạn mới được. Ừ, xử nhau bớt đi. Ôi, chạy. Ouch, qua đây cũng có xương nó chặn được rồi. Thử con nào được thì xử. Ui, thêm bò nữa. Mình ghét bò. Ây, chạy tiếp. Nó tìm tới đây luôn rồi. Ồ, mình có cái góc này mình có thể xử được nó. Đây là cái góc hơi bị chiến của mình. Cái gì đây, sao nó thò cái đầu thấy ghê vậy? Này thì muốn ăn thịt mình đâu có dễ. Đây là cái góc 200 IQ nha. Ui, cái gì vậy? Ồ,
nó định bẻ xương để nó có thể lọt vào cái khe này hay sao á. Ghê thiệt. Ơ, vẫn còn một con, chạy đi ông. Ê, nhiều con. May quá. May mà mình chạy lại cái góc của mình kịp. Con nào thích thì chạy lại đây đi. Mình tiếp hết. Ơ, trời, con nhỏ nha, con nhỏ nó lọt khe này á. Mình không có cung nha. Nổ đi Ripper. Ừ. Mình phải cho Ripper nổ bớt mới được. Cái khiên mình cũng sắp bánh rồi. Thôi, mình phải dứt khoát thôi. Đào kim cương rồi chạy. Nhây một hồi là xong luôn đó. Mấy viên. Thêm được 2 viên. Cũng tốt. Ở dưới này còn kim cương không? Còn không? Đừng nói là hết nha. Có vẻ dưới này cũng không còn kim cương thêm. Tại vì mình đã hết sạch thức ăn tốt rồi. Nên là mình muốn tranh thủ số sức lực còn lại để mình đi tìm thêm kim cương ấy. Nhưng mà có vẻ không như ý muốn của mình rồi. Thì mình ăn tạm thịt zombie đi. Ít ra nó cũng giúp mình hồi phục á. Cái khiên mình đã sắp vỡ rồi nên là mình sẽ làm một cái khiên mới. Trước khi bọn chúng kéo tới đây. Lẹ. Cái khiên. Tấn công. Đây. Ngồi thay khiên liền. Chạy. Chạy thôi. Hết đường luôn rồi. Thôi đi lên. Điểm đó. Thông điệp vũ trụ là muốn mình đi lên liền ngay bây giờ đấy. Bộ nó đang kéo bày kéo. Ủa? What? Oh. Có thêm kim cương. Tốt quá. Vậy thì lên luôn. Ồ, chuyến đi này mình có tổng cộng là 8 viên kim cương mang về. Khá là tuyệt vời rồi. Ui, liêu liêu mấy con xương. Không có dí được mình đâu. Mình đi đường bên trong này nên là không sợ bị bắn. Ồ, dưới này còn có thanh niên cướp dân làng mà lọt hố nè. Nè. Ê, bắn mình. Láo thế nhờ. Người dám bắn ta hả? Ta sẽ bắn người lại. Bắn đó. Mình cũng có cung chứ bộ. Bắn xong rồi chặt cái luôn nè. Đã lọt hố rồi mà còn giữ cái tính cà khịa nữa. Vừa cái tội. Đằng này mình thấy có một cái căn nhà hoang nhưng mà mình chưa có kịp ghé vào. Ồ. Không phải nhà hoang nha, nhà có chủ nha. Mà biết đâu đây là chủ tốt thì sao. Ha, thân thiện nha. Ồ, đây là người thân thiện. Không có bắn mình. Ồ, hello. Anh này có tên là Abraham Knutson. Ồ. Anh này vẫn đói. Oh my god. À, anh này ăn. Ôi. Ôi, mình có đồng minh rồi. Ồ. Mình kết nạp được một đồng minh mới nè. Ê, mình cho anh vài miếng thịt chim bay thôi mà ảnh làm đồng minh của mình luôn. Wow. Đã vậy. Đã làm đồng minh của nhau thì phải san sẻ cho nhau. Cho tôi mượn vài cái kệ sách nha. Cái gầy nhà tôi cũng khó khăn lắm. Ồ, có rương à. Ui, rương trống. Lấy về luôn. Rương trống để đây làm gì. Rồi đi. Let's go. Mình để anh chế độ follow mình mới được. Đó, giờ anh đã đi theo mình rồi kìa. Ý. Giờ mình giống như là đại ca của cái thanh niên này á. Trời. Hên là mình vẫn còn giữ thịt zombie để trong túi á. Mới có được cái đồng minh này. Ồ, chỗ này có cá. Thôi anh ở trên bờ giùm cái. Rồi ở đây đi. Thì mình sẽ nhảy xuống dưới mình săn cá cái đó. Bữa tối nay mình sẽ ăn cá, không ăn thịt zombie nữa đâu. Đằng kia, có thêm một chiến binh nữa. Ồ. Oh. Liệu rằng mình có thể có thêm đồng minh hay không? Được á, cơ hội á. Không được, mấy cái chiến binh đó thì mình không có kết nạp với nhau được. Kết bạn với nhau được. Cái gì đấy, sao không gặp con Ripper thứ dữ nữa rồi. Oh no, dắt đồng minh của mình về nhà thôi. Let's go. Thôi, kệ nó đi. Trời ơi, khô máu luôn à. Đồng minh mình chiến thiệt sự. Trời ơi, bém nhau rồi cơ. Ok, chiến đấu luôn. Rồi, thôi, được rồi, chạy. Mình sắp không ổn rồi.
Đừng mà. No. Ôi. Đồng minh bảo cần thức ăn kìa. Chạy đi, thức ăn cái gì? Tôi lo thân tôi chưa xong nữa. Chết rồi. Bây giờ một miệng ăn lo chưa xong, dắt thêm anh bạn này về nữa. Anh cứ bảo là đói bụng liên tục kìa. Có đồ ăn, đồ ăn cá không? Không ăn cá, trời ơi. Đáng nghèo rồi mà còn kén ăn nữa. Tôi đâu phải hậu giàu đâu. Ăn cà rốt đi, cái này ăn tốt sức khỏe nè. Cũng không ăn. Ôi, kén ăn thì thôi cho nhịn luôn. Nè, tôi ăn cá nè. Thèm chưa? Thèm rồi chứ gì. Không cho ăn đâu. Cây tư nhờ. Với 8 viên kim cương duy nhất thì mình đang có ý định là nâng cấp một cái áo giáp để mình trâu hơn và đi săn thêm quỷ á. Cái đánh đổi này khá là làm liều á, tại vì bây giờ mình không còn thêm kim cương để làm cúp đâu. Nên là phải săn quỷ được thì mới gỡ vốn là được á. Liều thôi nha. Đây, mặc áo giáp kim cương vào. Đó, lượng giáp của mình đã tăng lên khá là nhiều rồi. Còn cái thanh niên này thì cứ nằng nặc là lòi mình cho ăn, mà trong khi mình nấu cá chín thì không chịu ăn. Chấp nhận sự thật phũ phàng là nhịn đói đi. Để mình đi săn quỷ hay là săn thay ma có thịt zombie về rồi mình cho anh ăn sao đi ha. Mệt với ảnh thiệt luôn á. The next day. Ngày mới thì đã bắt đầu rồi. Ôi ok. Ôi. Ôi. Ai đánh mình vậy? Ôi, hình như có một con zombie nó bắt block lên đây hay sao á. Oh my god. Ôi, mình phải đi chuồn đi săn quỷ sớm mới được. Kẻo bọn chúng đánh hơi ra mình nữa thì mệt. Ê, đằng kia mình thấy có bóng dáng. À không, đó là cái chỗ của kiểu như mấy cái tên cướp dân làng rồi, không phải chỗ của quỷ. Nhưng mà mình cũng sẽ thử qua đó coi coi, tại vì đó là một cái công trình gần nhà mình mà. Mình cũng nên thử qua đấy. Lỡ ngớ vô đây mình loot cả đống đồ nữa là ngon luôn á. Đâu rồi? Cướp dân làng đâu, bước ra đây. Tiếp chiêu nào. Ồ. Mình nên đi vào lối nào trước ta? Lối bên này đi nhờ. Ủa? Không có lối vào. Ui, đây đây, nó nhảy xuống rồi nè. Tự hắn. Rồi. Nhờ Bochita để đục tường vào nè. Cái gì chứ? Bochita là xẻ mấy cái gỗ này hơi bị nhanh. Lấy hết kệ sách luôn. Sao? Lên tiếp tầng trên nào. Ồ, có rương nè. À, có đồ ăn. Trúng mánh. Giờ có đồ ăn là mình nên bỏ túi liền đi. Trên này thì chỉ là cái thửa ruộng của bọn chúng thôi. Cũng được. Cũng là đồ ăn đó. Ê, có tên canh gác. Và mình thấy là hình như bọn chúng có sở thích khá là lập dị luôn. Đó chính là nuôi slam. Ồ, cướp dân làng nhưng mà lại thích nuôi slam. Đọc lạ, thế giới trên Showman có khác. Chắc mình phải qua đó giải cứu Slam thôi. Dùng Bochita để đập cái bức tường này ra cái. Ôi, có rương trong kia kìa. Ôi, có con nó chen kiểu gì mà nó lọt ra ngoài luôn rồi. Oh. Giải cứu thôi. Giải cứu Slam. Ra nhiều Slam quá. Có cả thỏ trong này nữa. Lượm hết. Và đừng có ý nha, tại vì trong đây tất cả các loài vật đều tấn công mình. Cù bò cũng không ngoại lệ. Và thỏ cũng vậy. Nên là bắt buộc mình phải xử thôi. Trong rương này thì cho mình một ít đồ lặt vặt. Cho mình một cái Azu cây stone fragment. Cái này để làm một cái cây stone gì đó. Chắc mình nên giữ á. Phía bên này thì cũng không có nhiều đồ xịn cho lắm. Ồ, chỉ có vậy thôi à. Chỗ này mình thấy rộng lắm rồi ta. Thử lên trên xem. Ê, trên đây còn. Người canh giữ rương hay gì? Xử người luôn. Hầu hết cái rương của bọn chúng á đều đặt trên những cái xe mỏ nha. Khá là kỳ lạ luôn. Ờ. Xe mỏ TNT. Đừng có đụng, nó nổ đó. Mình không muốn bị nó nổ đâu. Đây có quyển sách Multi Shot. Ồ, đây có gì ép vô nỏ cũng ok. Hết rồi, hướng này đã không còn rương. Ồ, bọn chúng còn bắt cóc cả người xác nữa. Không sao, tôi sẽ nhờ Bochita và giải cứu anh người sắt cho. Anh được tự do rồi. Sắp tới chắc mình lại có thêm đồng minh người sắt rồi đó. Thơm. Qua đây mình thấy còn một cái rương nữa nè.
Ui, có đầu của ai nữa nè. Ghê quá à. Phía này cũng có cái rương nữa. Tranh thủ qua hốt luôn. Ừ, khá là nhiều vàng. Chiếc này giàu rồi. Mà tiếc nhờ không có kim cương ấy. Thôi ít ra thì mình cũng dọn dẹp được một cái chỗ mà có thể gây nguy hiểm cho mình trong tương lai. Tại vì bọn cướp dân làng rất là láo tét nha, có thể đi tuần xung quanh rồi kiếm mình để xử á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tiếp tới chỗ của cái con quỷ dơi. Nó xuất hiện ở trên cái thanh máu bót kìa. Hình như đây là con quỷ dơi xuất hiện trong thành phố mà mình từng gặp nó thì phải. Đúng không nhờ? Nếu mình nhớ không nhầm. Ok kìa. Ui, nó bị ai giết rồi. Ai? Mình còn chưa kịp xử nó nữa. À, nó bị power dùng búa đập sắp mặt rồi. Trời. Oni-chan. Ô. Bây giờ mình và power là cộng sự rồi. Quá thích vậy. Bây giờ mình có cộng sự là power. Được nha, cùng power đi săn quỷ nào. Let's go. Lần này vẫn là đi săn con quỷ dơi thôi, tại vì đó là con quỷ phù hợp với mình nhất hiện tại. Chứ cái mấy con quỷ khác thì nó kiểu nó bị out trình mình á. Mình đụng vô nó là nó quýnh mình sắp mặt đấy. Ok. Từ xa mình thấy có một cái thanh máu boss. Nhưng mà con này có vẻ không phải con boss thứ dữ đâu. Nó... À, nó là một con dê. À... Mình bữa nay có power rồi. Tấn công nào power. Ê, power đập dữ vậy. Đúng rồi. Power có đồ xịn á, nên là quýnh khá là dữ luôn. Tránh nó nào. Ồ, mình và power đã hạ được con boss này. Và nó cho mình một cái ủng. Cũng tốt, một cái ủng sắt được cường hóa sẵn. Ôi, nhưng mà power sao chậm chạp vậy. Có vẻ tốc độ của power không được cao cho lắm. Ôi, nhưng mà khá là mạnh nha. Bù trừ thôi. Tốc độ đánh không cao nhưng mà được cái mạnh thì cũng được. Ôi, cái quặng này mình đào không được rồi. Ô, mình thấy có một điều khá là hay là mình hoàn toàn có thể chữa thương cho power bằng cách là chạm vào người power thôi. À, hay như thanh niên nào đó tối ngày rồi ăn mới chịu hồi phục. Cho nhịn đói luôn. Vỗ tay. Ôi, power phát hiện ở đây có quỷ đĩa. Cạp được chưa vậy? Ủa? Mình xử được chưa? À, mình xử được rồi. Nhờ power phát hiện ra quỷ đĩa mà mình đã mượn sức mạnh của quỷ cáo để hạ được rồi. Bây giờ mình đã có được thêm hai cái điểm nâng cấp kỹ năng rồi. Mình sẽ nâng cấp thêm máu của mình lên. Và một chút tốc độ nữa. Ok. Giờ thì mình đã có sở hữu tốc độ cấp độ 3. Chạy khá là nhanh đó nha. Ở đây còn có cái người thương nhân gì nữa nè. Bán đồ không xịn cho lắm. Nhưng mà hình như người này có cái xe. Để mình lên mình coi thử xe của người này có gì. Có đồ gì VIP không? À, có bánh mì không ạ? Thôi xin luôn. Nó cũng là lương thực giúp mình cứu đói á. Chà, bữa nay hên ta. Tính ra mình đi săn quỷ dơi nhưng mà gặp quỷ đĩa thì cũng lượm được luôn á. Công nhận có đồng minh cái tự tin hơn hẳn. Ui, trong này có quái vật. Nên xử lên lẹ, xử lẹ. Ui, đông vậy. Trong này là hang ổ của bọn xương. Tấn công đi power. Lượm nó. Power cục xúc đập cái lũng nhà luôn rồi. U là trời. Cô gái lực điền là đây chứ đâu. Cái tranh thủ kiếm thêm ít sách mang về. Để nhỡ có kim cương mình sẽ làm bàn cường hóa rồi nâng cấp mấy cái đồ của mình lên ha. À, đang bị mất hết một xíu máu nè. Đây mình sẽ hồi phục lại. Đó, bắn tim rồi các thứ. Thích thiệt chứ. Phía đằng này mình lại thấy thêm một cái người có tên là Rofair Carson. Rồi người này lại đau bụng. Oh my god, cái này là chắc là anh em với thanh niên ở nhà mình chắc luôn á. Này ăn thịt zombie đi. Ăn đi. Ồ, làm đồng minh luôn. Công nhận có đồng minh khá là dễ ha, chỉ cần có thịt zombie là có đồng minh thôi. Ok, vậy là bây giờ mình vừa có power mà vừa có thêm một đồng minh khác nữa.
quân số của mình ngày càng đông hơn rồi đó. A few moments later. Tí nữa thì lạc cái thanh niên này rồi ạ. Thiệt cái tình. Đi đánh nhau với con Sương làm gì? Ấy. Mệt thiệt luôn á. Thôi yếu mà còn sung nữa. Rồi luôn, bị Power lụm luôn. Ủa? Ở đâu? Bị con Sương bắn chết. À kia. Thiệt luôn á, không cứu nổi luôn. Thôi để cho Power trả thù giùm cũng được. Đi, trả thù cho thanh niên đồng minh vừa nãy thôi Power. Đây nè, con Sương trong đây nè. Ok. Thù đã được trả rồi. Bó tài thanh niên đó luôn á. Bảo sao mình với Power đi được một lúc thì quay lại không thấy hắn đâu à. Hắn đi đánh nhau. Yếu mà còn bày đặt ra gió. Ồ. Ở đây mình thấy có một cái người bị xiên nhìn thấy ghê quá nè. Ô ô. Con này. Này thì dám bắn Power nè. Láo thiệt chứ. Ồ nhìn giả man thiệt luôn á. Thì mà tới. Ơ. Đằng kia là con quỷ cà chua. Tomato Devil. Ok mình còn chưa kịp xử nữa. À, có một cái điều hay á, đó chính là mặc dù Power hạ những con quỷ nhưng mà mình vẫn có được điểm kỹ năng nè. Kiểu là đồng minh của nhau ấy nên là đều được cộng. Như vậy thì một số tình huống cấp bách thì mình có thể nhờ Power giúp mình triệt hạ những con quỷ ha. Trong lúc đó mình có thể đi hồi phục. Rồi ở đây còn có thêm một cái xác của con thây ma hay là có ai nữa nè. Ủa cái chỗ này ghê quá à. Nhưng mà tới bây giờ mình vẫn chưa tìm được chỗ của cái tên quỷ dơi nào khác hết. Bữa mình thấy đúng nhiều luôn. Hình như mình lạc vô tranh cãi của bọn cướp dân làng hay sao rồi á. Ừ hình như vậy. Tấn công nào Power. Hay lắm. Ui. Có thêm Power như là mình có thêm một nguồn sức mạnh mới vậy. Quá đã luôn á. Ê, Ripper nguy hiểm. Cẩn thận, kẻo nó lại làm hại Power á. Ui, cái đây có xác của ai nữa nè, hiến tế hay sao á. Ê, thêm một con quỷ cà chua. Ê dạ, con quỷ cà chua. Úp, quỷ cà chua rơi ra mảnh đạn. Hay. Lại có thêm một mảnh đạn rồi. Ồ, giờ mình có thêm xác. Lại là cái mảnh này nữa. Mình nghĩ là phía bên trong kiểu gì cũng còn thêm đồ á. Nên là bây giờ chắc mình phải tranh thủ đi vào trong thôi. Ồ đúng rồi, cả đống tên ở trong kìa. Cầm hàng nóng không hả? Mình phải làm lẹ trước khi Power bị đả thương. Ồ nhưng mà tính ra giờ mình còn yếu hơn Power á. Người ta 100 máu, mình có 20 trái tim thôi. Thua khá là nhiều máu so với Power luôn á. Thôi, nhưng mà ít ra mình phải ga lăng xíu ha. Trời ơi, ghê chưa? Cái khối đó, chính xác rồi. Đó chính là căn nhà của cái tên quỷ giới. Dạ, có dịp để mình và Power có thể tác chiến cùng nhau với con quỷ giới rồi. Được lắm. Ê, gì đây? Ôi, nhưng mà sau lưng có tên này. Người dám bắn Power hả? Này, dám đánh Power nè. À, bọn cướp dân làng nó kế bên à. Được, mình và Power sẽ xong kiếm hợp bích. Ui, Power chạy đi đâu rồi? Ấy. Ui, chết rồi. Mình phải cân 4 tên cướp dân làng rồi. Hơi khó một xíu. Còn Ripper lại nộp hỗ trợ nữa chứ. Xử hắn lẹ. Mình thì xử con này, còn Power đang xử con boss bên kia. Căng hay chứ. Cố lên. Cùng nhau đánh bại bọn chúng nào. Rồi, mình đã hạ được một tên rồi. Giờ thì giúp Power nè. Này, dám đánh Power hả? Liều với ngươi luôn. Ui, nó trâu quá. Con này mấy trăm máu lận. 450 máu. Thôi mình sẽ hỗ trợ Power bằng cách hồi máu lại. Yeah, sức mạnh tình bạn. Hồi đầy máu rồi. Quẩy con này thôi. Người đánh Power, ta sẽ đánh ngươi. Ui, nó 450 máu à, bảo sao. Trâu khủng khiếp. Thôi mình mặc cái quần mới. Quần này có vẻ nhiều giáp. Rồi xử nó. Này thì tiếp tục dùng combo đó. Wow, Power đập một cái cực mạnh luôn kìa.
Ê, để mình ăn lại cái mình chịu hồi cáo ra, nhiều khi hạ được nó liền luôn á. Ăn lại hồi mà đầy máu đi. Hồi máu lẹ. Vì nó bắn mình. Mình sẽ kêu cáo ra. Cắn nó đi cáo. Ôi, hạ được chưa? Hình như được rồi. Tuyệt vời. Mình đã cứu Power thành công. Để coi coi con boss nó rơi ra cho mình cái gì. Một cái nón kim cương. Trời ơi, đánh nãy giờ rốt cuộc cũng nhận được một phần thưởng thích đáng rồi. Cái nón kim cương là khá là tốt đấy. Giờ thì mình sẽ chữa thương lại cho Power. Rồi cả hai sẽ tiến tới ngôi nhà của tên quỷ dơi kia. Hơi căng đó nha, thức ăn mình không còn nhiều lắm. À, mình còn một ít cái kiện rơm nè. Mình sẽ làm thêm bánh mì để mình ăn đi. Chắc sẽ ổn hơn á. Dạ, 30 mấy ổ luôn, tha hồ mà. Còn bây giờ thì chính thức bước vào ngôi nhà của tên quỷ dơi nào. Bữa nay mình có bạn đồng hành á, nên là không có ngán nó nữa đâu. Và mình sẽ đi từ tầng dưới trước đi nha. Mình thấy tầng dưới nó có vẻ có đồ á. Ui, nhà hắn bị cháy á. Trời đất ơi, nhà cháy tanh bạnh rồi. Tên quỷ dơi ngu ngốc. Mình sẽ bắn nó, mình có mũi cây cung á. Ào, da con quỷ dơi này cứng quá, không thể bắn mũi tên được. Vậy thì chỉ còn nước là đột nhập từ bên hông vào. Cách này có vẻ hiệu quả hơn á. Ui, hắn thấy mình hay sao á. Thấy thì sao, ta sẽ đánh ngươi nè. Ồ, mình chặt giò hắn được. Kêu cáo ra cạp hắn. Xong rồi. Mình còn chưa phải nhờ Power nữa thì mình đã hạ được hắn rồi. Và cái góc này thần thánh thiệt. Tuyệt vời. Và à, tên quỷ dơi này không có rơi ra đồ cho mình. Còn trong nhà hắn thì toàn là đầu, đầu lâu xương sọ không à. Hắn ăn thịt rất là nhiều người rồi đó. Ghê. Có lò nung xịn này lượm luôn. Đĩa nhạc thì cũng là đĩa nhạc thứ dở. Thôi chắc bây giờ mình với Power chuồn về nhà thôi. Ở đây có vẻ không an toàn cho lắm rồi. Đây tôi có thịt cho anh ăn rồi nè. La hoài. Ăn kiểu gì đấy? Ủa, cho thanh niên này ăn cái gì vậy? À, đưa thức ăn vô vô người ảnh thì ảnh mới chịu ăn. Ok ok, đây đây đây. Cho hết thịt zombie luôn á, ăn đi. Chê à? Ui dồi. Ngồi chê luôn. Cái thanh niên Abraham Cushon này là quá trời kén ăn luôn rồi đó. Này, cho thêm củ cà rốt nè, chắc là thèm cà rốt hay gì đó. À, thì ra là thèm cà rốt. Rồi có thèm khoai tây không? Cho củ khoai tây nè. À, không thèm à. Ok. Trời, còn Power của mình thì khá là dễ tính luôn á. Chỉ cần chạm vài cái yêu hương thôi là có thể hồi phục máu rồi. Và nói chung, bữa nay thì nhờ có Power mà mình thoát chết mấy pha và giúp mình chiến đấu khá là nhiều nơi luôn. Bây giờ thì mình đã có được thêm 4 cái điểm kỹ năng rồi. Mình sẽ ưu tiên tăng thêm một tí máu. Hai lần tăng máu. Rồi hai lần tăng sức mạnh. Mình nghĩ đấy là cách tăng hiệu quả rồi. Tại vì bây giờ mình khá là yếu á, nên mình tăng sức mạnh thêm. Để mình có thể chiến đấu tốt hơn trong thời gian sắp tới. Và chuyến đi mai đầu tiên của mình thì cũng khá là may mắn, giúp mình có đủ kim cương và làm được một bộ giáp rồi nè. Liệu rằng sắp tới mình có thể may mắn hơn để có thể tìm đủ lại số kim cương và chế tạo một cây cúp hay không? Hy vọng là có ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình trở thành Chainsaw Man của mình cùng với người đồng đội mới. Đó chính là Power cũng như là cái thanh niên Abraham kén ăn này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.